Hãy xem huyền thoại Defender vượt đỉnh này và câu trả lời của Nhật. Wow! Thưa quý vị và các bạn, với những cái huyền thoại về off-road thì cái Defender đã khắc sâu vào tâm trí của chúng ta và có lẽ tôi cũng không phải giải thích nhiều nữa. Và tại Việt Nam thì Mũi Dinh là cũng là một cái địa điểm vô cùng khắc nghiệt để thử thách những chiếc xe mang danh huyền thoại off-road. Ngày hôm nay tôi sẽ dùng chiếc Defender này leo đá, chạy cát ở bất cứ địa hình ở đây, bất cứ điểm nào các bạn muốn, tôi sẽ đưa chiếc xe này đến đấy. Nhưng mà trong một cuộc chơi ấy thì chơi một mình nó hơi buồn. Ngày hôm nay tôi sẽ rủ thêm một người bạn nữa, và sẽ là đối thủ của Defender phiên bản mới nhất bây giờ. Wow. Tôi tin rằng đối thủ của tôi sẽ khiến quý vị và bạn vô cùng bất ngờ. Rồi các bạn, ra đối thủ chưa ạ? Defender bản đặc biệt và được sản xuất xuất xưởng năm 1999. Và chủ nhân của chiếc xe này chính là em Nhân. Nhưng mà ngày hôm nay anh em mình sẽ đua với nhau ha. Ok. Em sẽ có một cái lợi thế là em thông thạo toàn bộ các địa hình ở đây. Đúng rồi, em là thổ địa ở đây. Em thổ địa đúng không? Nhưng anh lại có một cái lợi thế, đây là chiếc Defender dùng những cái công nghệ mới nhất bây giờ. Em cũng đang thắc mắc về nó, em muốn khám phá xem nó còn những cái chất huyền thoại như ngày xưa hay không. Nhưng ngày hôm nay đối thủ sẽ là hai chiếc xe, nhưng chỉ một người lái, chính là Nhân. Vâng, chủ nhân của chiếc Defender cực kỳ huyền thoại của những năm 1999. Chút nữa chúng ta sẽ đi tìm lại những cái mã gen của Defender. Còn ngay bây giờ thì với em, thử thách đầu tiên em dành cho hai chiếc xe này là gì? Defender thì nổi tiếng mà đi off-road, đi hình xấu, đi đá, đi cát. Thì ở đây em thấy có cục đá này, em thấy leo đá như thế nào đây? Ok, thường thì chúng ta hay nói terrain response, phản ứng địa hình 1, địa hình 2, vân vân vân, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cho nó thử thách hết và phản ứng hết với mọi em địa hình. Em sử dụng hết mọi chế độ của nó, xem nó như tới đâu. Được rồi. Giữ cái chất off-road như ngày xưa không? Ok, bây giờ chiếc xe này sẽ đi lên đầu tiên, và đầu tiên rồi, em sẽ cầm lái. Em lái. Okay. Đầu tiên là Rock Chron. Vâng, một chế độ vận hành cực kỳ nổi tiếng của Land Rover và đặc biệt trên Defender. Đây là một hòn đá rất là bự, rất là lớn. Và đây, thường thì lên hình nó sẽ không dốc bằng bởi vì do cái thấu thị. Nhưng các bạn có thể thấy này. Defender mới của em sẽ tự động tất cả các chế độ rồi, chỉ chọn low range và rock roll. Cái thứ hai là nó sẽ có một cái màn hình camera quét ở chế độ off road và mình nhìn thấy từng cái vị trí bánh ở hai cái bánh trước. Ok. Rồi em mở chế độ rồi. Thấy dưới nó bù rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái bài thi cho hai chiếc xe này, đúng không ạ? Bất kỳ bài nào cũng vậy. Và các bạn sẽ thấy rằng tôi sẽ xin phép này làm trọng tài để chấm điểm. Đó. Nhìn như hình mà lại không tưởng như hình. Đó, các bạn sẽ thấy, đấy các bạn sẽ thấy từng cái bánh. Rồi, nếu như đập mà trượt là đi luôn đấy ạ. Không phải đơn giản đâu. Rồi. Nhìn thấy phía trước. Nhìn thấy trời cái. Wow. Vâng, các bạn có thể thấy độ cao của gầm có thể thay đổi tới so với tiêu chuẩn tới 70. Cho nên cái khoảng sáng gầm rất thoải mái mặc dù là cái bệ bước. Cẩn thận nha em. Hạ kính xuống ha. Anh em mình trò chuyện thêm. À,
Đối với chiếc cái địa hình này thì anh nghĩ là em đi với chiếc Defender của em quá nhiều rồi. Đúng rồi, thì em đi thường rồi, nhiều ngày rồi. Cảm nhận ban đầu luôn. Rất nhẹ nhàng, nó rất là nhàng, không có làm cái gì hết. Anh cảm nhận như là cái xe kia nếu em bung sức tới khoảng 7-8 thì chiếc xe này mới dùng chưa hết một ha. Thật ra cái địa hình này thì xe kia cũng tới 7-8 thôi, khoảng 3-4 thôi. Nhưng cái này thì chỉ một. Và em không phải xử lý nhiều. Em thấy có cái chi tiết rất hay là cái màn hình mà nhìn thấy dưới nó có bồi. Cái lúc mà lên đỉnh dốc á. Anh chỉ thấy trời thôi, không thấy được dưới, nhưng mà nhờ cái tính năng đấy, anh có thể quan sát được phía dưới. Rồi. Anh tự tin hơn lắm. Và em cảm thấy cái nó phân bổ được bám cho nó rất là đều, không bị bánh nào hết. Địa hình gặp gần nhưng mà nó vẫn đều. Rồi em chấm điểm đi, em chấm điểm giữa cái địa hình này, giữa chiếc xe này và chiếc xe của em. Nếu địa hình này thì xe này sẽ cao điểm với xe của em. Nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vì nó sẽ nhanh hơn đúng không? Chỉ là gói gọn trong cái địa hình này thôi nhá. Dạ ơi. Em muốn thử những cái địa hình khác nữa. Địa hình nó hardcore hơn đúng không? Ok, bây giờ anh mời em sẽ đi xuống. Đây thì chỗ nào em có thể bất kỳ của em để em hành hạ hết ha. Thì đối với cả Defender sẽ sử dụng cái lốp AT All Terrain rất hay. Là bạn có thể đi trên cao tốc 120 đến 140 hơn nữa cũng được, miễn là đừng quá tốc độ giới hạn thôi. Nhưng ngược lại bạn có thể đi vào các cái địa hình như thế này. Và đặc biệt chút nữa thì bạn sẽ có Sand Dune. Và một trong những cái, nếu như ai đã chơi off-road rồi thì Sand Dune nó là một trong những cái thử thách vô cùng khắc nghiệt. Ở đây thì ngay cả đứng ngoài bạn có thể cảm nhận được cái traction control nó phân bổ rất là đều. Đó. Và các bạn hãy nhìn này, đây những cái tấm. Cái này là cực hay nha. Vào cát nếu như mà bị lún thì mình kéo nó lại, đúng không? Để đào. Nếu muốn thì em có thể leo lên hòn đá ngay trước mặt cũng được. Cái địa hình nó rất là nhỏ à. Chiếc camera ở hoạt động ở tốc độ thấp với chế độ off-road khiến chúng ta có thể quan sát cái địa hình tương đối là dễ. Đây mọi người đấy. Hãy quay cận lại tất cả những cái. Đó các bạn sẽ thấy này, bánh bênh lên đó. Đó. Rock Roll là đây. Rồi các bạn hãy nghe những cái âm thanh của lốp để cảm nhận. Chế độ đổ dốc tự động lái thì dốc luôn. Em nhấc cả hai chân ra ngoài luôn. Vẫn màu vàng. Đúng không? Ok bạn.
Vâng, huyền thoại của những năm 1999 và người anh của Defender bây giờ đấy. Qua luôn, qua luôn. Đúng rồi. Thông tạo địa hình, thông tạo xe khác hẳn nha. Với Defender mới bây giờ thì giá như cái bản mà chúng tôi lái thử thì nó hơn 4.3 tỷ. Cho nên là mỗi lần qua là cũng phải tính toán kỹ, đúng không ạ? Đấy. Rồi, chúng ta sẽ xem đúng lại cái track. Rất nhỏ thôi, nhưng có thể thấy rằng những cái DNA của Defender, của Defender, vâng, nó như thế nào. Wow. Chiếc xe này có vẻ như là em đã thay lốp mâm đúng không? Đúng rồi, em thay lớn hơn. Thay lớn hơn chính về cái độ cao của gầm vân vân á. Độ bám nó tăng hơn nhiều. Còn đối với xe kia là hệ thống nó khác ở cái chỗ là hệ cái độ cao của gầm nó có thể thay đổi rất là lớn. Nó xe bóng hơi. Nó phù hơi ha. Rồi. Chúng ta sẽ kết thúc bài này để chuyển tiếp xe đi tìm lại những cái mã gen của dòng Defender. Bài khởi động tiếp theo đấy, gọi là làm nóng máy cho Defender ấy, là một con dốc 2 tầng. Con dốc này nó có gì đặc biệt đấy? Nhìn thì thấy chưa có gì đặc biệt lắm. Mình đi ở những cái vùng sa mạc như thế này nó sẽ có rơi vào những tình huống này. Rồi. Anh không có thể chạy lấy đà được. Phía sau là dốc, phía trước là dốc. Anh phải lọt thỏm ở giữa. Có nghĩa là buộc cái xe có khả năng anh đứng không có lấy đà ngay chân dốc, anh vượt lên được hay không. Dạ. Chứ nếu lấy đà thì xe nào anh chạy cũng được rồi. Dạ. Mình thử là thử như vậy. Ok. Không có đà nhá. Không có đà. Và nên nhớ rằng đây là cát. Đó. Defender và người anh đã chinh phục cái đường này quá nhiều rồi. Quá nhiều rồi. Chúng ta hãy xem người em còn những cái gen như vậy không. Mời Nhân ạ. Ok. 3, 2, 1. Bắt đầu. Sự khác biệt mỗi khi vượt qua địa hình là Defender mới. Không hề ấn gì ngoài một cái việc là nó chỉ chạm nhẹ cái phần bệ bước. Có vẻ như nó vẫn đang còn nhẹ nhàng quá nhỉ? Vẫn nhẹ nhàng như đấy. À thế à? Giờ em muốn thử nó nặng hơn thì mình tới gần dốc hơn. À, tới gần dốc hơn, ok. Gần dốc hơn. Gần dốc hơn. Rồi. Rồi sau đấy em chỉ cần dùng một cái bài gần dốc hơn đối với cả Defender của em ha. Rồi. Hôm nay là xe này, em phải thử hết. Và em có thể thử cái chế độ bò, tự bò xuống dốc ha. Rồi. Nó sẽ điều khiển cái phần traction trên từng bánh, cái độ bám trên từng bánh. Sẽ phanh, sẽ nhả, sẽ phanh, sẽ bơm lực, nhả. Thử tính năng. Và sự khác biệt giữa người anh và người em là người em ý mới nhất bây giờ Defender này là như này, đi cao địa hình này, nhảy à. Người anh nhỉ? Đấy, các bạn có thể nhìn cái phần gầm của xe. Cái gì vậy, hơi chán, chả cần làm gì hết. Bốn bóng hơi rất to, hệ thống càng. Khi trao đổi với tôi thì Nhân vẫn có băn khoăn rằng là qua những cái địa hình này liệu rằng cái unibody và thân liền khối như Defender mới này thì sao so với cả body on frame đời cổ kia thì sao. Ngày hôm nay Nhân sẽ tự trả lời tất cả những câu hỏi của Nhân. Yeah, yên tâm, chút nữa chúng ta sẽ có một cái bài rally.
Rồi, lần này sẽ là bài không có đà. Thường thì bài không có đà này thì cái khóa V-cycle sau nó cũng rất là quan trọng. Nhưng có lẽ là Defender không cần cái điều đó. Em thắng đứng xe lại rồi, em sẽ đoát thử cái bài là ngay chân dốc lên luôn, không cần lấy chớn, không cần lấy đà. Không lấy chớn, không lấy đà, bắt đầu. Rồi, sẽ khó khăn hơn đúng không ạ? Chúng ta sẽ thử lại. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng không hề đơn giản đối với cái địa hình như thế này. Đây, đấy, chiếc bánh bị đào sâu đến như thế kia cơ mà. Đó. Hai lần. Để xem lần thứ ba. Yeah, yeah. Chiếc bánh nó lún sâu như thế này cơ mà. Ngay cả việc lùi xuống chúng ta sẽ cảm nhận được cái khi nào cái bánh nó quay thì chúng ta hãy lùi. Đi cát là vậy, nó không phải là autobahn, không phải là highway đâu để chúng ta có thể lúc nào cũng hết ga được. Và chậm nhất có thể nhưng nhanh nhất khi cần. Rồi, chúng ta sẽ sang một cái đường khác. Ba lần rồi nha, ba lần rồi ha. Cái này cũng là một cái kinh nghiệm khi mà lái xe đường cát hoặc là đường lầy. Nếu như bạn ví dụ đường cát này chẳng hạn, đã bị bơi bánh rồi thì chúng ta hãy lùi lại, bởi vì nếu không thì đào sâu xuống nó bị kích gầm lên, không lối thoát ạ. Yo, bài này thế nào em? Nhìn thì rất đơn giản đúng không? Nhìn nhanh nhỉ. Nhưng mà anh vào sau thế nên không lấy đà được lên, nó bơi tuôn, anh không có đồ bám được. Mà em đã từng sử dụng cái chế độ đi chậm đi bò thế nhưng mà nó vẫn bơi. Mà anh em cán mà không có đồ bám. Mà em chỉ lùi vào một lùi lại một xíu để có nó khác biệt rồi. Các bạn hãy nhìn cái vệt bánh xe không có đà. Thấy chưa? Lần thứ nhất ạ, lần thứ hai ạ. Hai lần. Vâng. Đó. Rồi, hãy xem. Đây, phần bánh nó đào như này. Đó. Và đây là cái lực cản lớn nhất. À, tiếp tục. Và bây giờ người anh lại phải chọn con đường mới. Lên nào, lấy thêm đà, lên nào, lên.
chúng ta sẽ thử lại một lần nữa. Vâng, đi đường mới luôn, cho đẹp. Rồi, rồi, có đà nhẹ. À không đà. Rồi, xin mời ạ. Các bạn thấy cát nó khủng khiếp không ạ? Vẽ tiếp một con đường mới. Rồi, không có đường thì chúng ta sẽ làm đường mà đi. Đấy là câu nói rất quen thuộc của dân off-road. Sự khó khăn của cái việc mà không có đà. Em sử dụng V-Side cầu sau chưa? Những câu chuyện về off-road, xin thưa với quý vị và các bạn, chúng ta bằng bàn phím, vâng, chúng ta có thể nói rất dễ. Nhưng một khi chúng ta ở một cái khu mênh mông bao la nó như thế này, chỉ có thực chiến, thưa quý vị và các bạn, các bạn mới có thể hình dung ra được. Và nếu như bạn nào có bất kỳ chiếc xe nào tự tin rằng nói có thể qua được rất dễ đơn giản đối với mình, hãy mang đến đây ạ. Lên, wow, wow, wow. Có vẻ như khóa V-Side cầu sau nếu mà mình nhìn theo cái chuyển động. Lần cuối cùng là em dùng V-Side cầu sau ha? Không, nãy giờ em để V-Side mở. Để V-Side mở cho nó cân bằng đúng không? Cân bằng, phải đồng đều với nhau chứ. Nếu như em gài V-Side thì có thể lên rất dễ ngay từ chân dốc đúng không? Để em thử lại một lần gài V-Side. Em thử lại gài V-Side rồi, hôm nay chúng ta sẽ phải thử cho nó ra. Tuy nên nhớ rằng Defender mới có tùy chọn V-Side. Hồi nãy cái này em mở thì cái này em cũng mở. Nhưng mà bản này là chưa trang bị, nhưng mà nếu muốn là đều có trang bị hết. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ thử gài V-Side đối với chiếc xe này. Bởi vì chương trình này là chương trình thử thực tế và không có cắt ghép, thế cho nên quý vị và các bạn thấy được các kết quả là nó phản ánh rất là chân thật. Và một tay lái á, một tay lái cũng là một khổ địa ở các cái đường này. Và hy vọng là mình sẽ để lại Facebook và số điện thoại của Nhân để mọi người có thể muốn trải nghiệm những ở cái khu vực Mũi Dinh này thì có thể nhờ liên hệ với cả Nhân để được hỗ trợ. Bây giờ sẽ dùng khóa V-Side cầu sau. Không đơn giản chút nào đúng không ạ? Không hề đơn giản một chút nào. Và nên nhớ rằng chiếc xe Defender mới ấy, thì nó sẽ tự làm cho các bạn rất nhiều thứ. Chỉ khác nhau một chút thôi, 2, 3, 40 phân đà thôi, nhưng nó sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Có lẽ là nên có đà và chúng ta chuyển sang bài mới. Cố lên, cố lên, lên, à, lên. Yeah, cuối cùng cũng đã qua lên rồi. Chúc mừng em. Mỗi lần vượt qua mỗi địa hình là anh em mình phải là như thế này. Phê. Phê.
thế nào giữa Defender, thật ra cái xe em nó chỉ có một khóa visa trung tâm cũng như xe kia thôi, không có khóa visa vào sâu, nhưng mà cái chuyện đó em phải tự tay em vào là một câu cớ. Còn cái xe kia là nó tự bắt tự nhả cho nên em không còn phải làm cái chuyện đó, nó là vượt mà nhẹ nhàng lên. Còn xe em xử lý nhiều hơn một tí rồi, tức là xe kia là anh nghĩ là nếu như là anh sẽ mặc bộ vest anh đi vào đường này được đấy, một tí đúng không? Mà chỉ việc nghĩ thôi. Nhân lùi xe xuống đây nhá. Vâng. Cái tỷ lệ hình ảnh này các bạn có thể thấy rằng là đó, chiếc xe nó chênh vênh. Ok. Bây giờ là chơi thật đấy. Trời ơi, em nghĩ là xe này được, xe kia là chắc chắn lên được đấy. Xe nào? Các bạn hãy nhìn gió bây giờ đang là cấp bao nhiêu đấy ạ? Bảy bảy phấp mới. Bảy phấp mới đấy. Bây giờ là thử thách hardcore nhất mà anh nghĩ rằng là Nhân cũng là người đang mong chờ cái màn thử thách này nhất, đúng không? Bây giờ chúng ta hãy thử chiếc xe, hai chiếc xe này sẽ vượt qua con dốc rất là cao. Anh sẽ phải là người đi bộ lên trước. Ok. Sau đấy anh dùng tín hiệu đàm. Bây giờ là cuộc thử thách này là ghi hình thật ha. Em sẽ chạy chiếc Defender mới trước đi. Chiếc xe này em chinh phục anh nghĩ là thông thạo địa hình này rồi. Ok. Defender mới ha. Vâng. Độ dốc. Ôi. Các bạn hãy nhìn. Đấy. Ui. Với những người đã đi những cái đồi cát ở Bụi Dinh hay ở Bảo Trắng Phan Thiết rồi thì sẽ biết cát nó kinh khủng như nào đấy. Khá hồi hộp với màn thử thách này bởi vì lần đầu tiên rồi. Hãy xem huyền thoại Defender vượt đỉnh này và câu trả lời của Nhân. Wow. Câu trả lời cho Nhân, một câu trả lời không thể thuyết phục hơn. Khi chiếc Defender này mới ra mắt thì Nhân câu hỏi đầu tiên là làm thế nào để có vượt được cái dốc này không. Nhưng quá đơn giản. Và bạn có thể mặc vest để vượt qua một con dốc như thế này ạ. Có lẽ là không phải nói gì nữa. Bây giờ hãy mời quý vị và các bạn xem người anh của Defender 2020 vượt như thế nào. Ok, bắt đầu. Vâng, bây giờ là Defender của Nhân. Vâng, để chúng ta hãy xem thử thách này như thế nào. Đây có thể nói là thử thách hardcore nhất. Và cơn mưa đang ập tới rồi. Bây giờ tất cả những cái khung hình này chúng tôi ghi thật ạ. Và đây các bạn hãy xem. Đây. Và gió mình đã tính ra đây rồi. Ôi mưa to rồi, mưa to rồi. Có kịp không? Ôi xong rồi. Mưa to rồi. Bây giờ không còn cơ hội nào nữa rồi. Phân cảnh cuối cùng. Đây. Lên. 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 Rồi, rất tuyệt vời.
Và cơn mưa vừa ập đến. Nói chuyện phải nói là rất tuyệt vời. Từng góc hay khúc kia nhưng mà nhanh quá không kịp. Rồi. Nào, giữa hai, giữa người anh và người em có cái nhận xét như thế nào? Đến đây thì em cảm thấy là thích cái Defender mới rồi. Wow. Nó vẫn còn chất đó. Rồi. Nhẹ nhàng xuống đấy. Câu trả lời thuyết phục nhất đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào trong xe, bởi vì như các bạn đã thấy này, mưa đang rất to rồi. Đó. Tuyệt vời. Rát mặt đấy ạ. Rồi, qua những cái bài thử như thế thì em thấy cái gen của dòng Defender như thế nào? Vẫn còn. Vẫn có. Còn anh thấy còn rất nhiều ấy. Đúng rồi. Nó lại phù hợp, nó lại nhẹ nhàng hơn. Nó có cái hướng nó là nhàn cho người lái. Khá là phải cài thuộc nhiều, máy nó hướng dẫn sử dụng nhiều rồi. Nó hướng dẫn mình hết rồi. Anh chỉ việc vòng một lần rồi lấy ra chạy. Hôm nào nhá, hôm nào anh mời em thử bạn gái ngồi bên cạnh và sẽ cho một cái cảm nhận nữa ha. Có thể đi đường trường này, có thể đi đường vào những cái đường chúng ta gọi là rất là thử thách ở đây. Đúng ra những người mà chơi xe địa hình như em thì em thấy nó hơi chán ấy. Chán quá, chả có việc gì làm, xe em thì là nhàn quá đúng không? Nhàn quá. Bởi vì tay em to như thế kia cơ mà, còn bây giờ thì anh càng ngày càng nhỏ rồi. Ok, các bạn sẽ thấy nhá. Đây. Phần đuôi xe của Defender của em đây đúng không? Rồi. Đây, chúng ta hãy nhìn một cách tổng thể. Đây. Từ cái đường bao bên ngoài đến cách thiết kế đèn đến đến rất nhiều chi tiết. Em thấy là phần đuôi là phần tương đồng nhất. Giống nó có nhiều nhất, nó giống nhau nhất. Rồi, nó áp dụng cái ngôn ngữ thiết kế đương đại vào chính cái mã gen này mà thôi. Bản của em là bản SV. SV. Có thang. À, cái này là option nên có thang. Có thang đúng không? Bản này mặc dù là SE nhưng có thể tùy chọn. Defender mới này xin chia sẻ với em là có khoảng 168 phụ kiện mình có thể chọn. Nhiều rồi. Nhưng có một thông tin cũng khá hay đối với chiếc xe của Nhân. Chiếc xe này là còn zin. Đúng rồi, zin. Zin đét đúng không? Yeah. Có cả sổ hóa đơn, workshop, vân vân các kiểu. Các phụ tùng đâu. Ồ, rồi. Xe này chính xác là em thay 4 cái lốp lớn hơn chứ còn nhiều là nguyên zin. Nguyên zin ha. Em có thể lấy cho anh một cái gì đó nó zin, ví dụ như cuốn sổ manual workshop hay cái gì đấy được không? Ok. Ok, đây. Đây, workshop manual. Từng góc vặn bao nhiêu Nm có hết. Từng con ốc vặn bao nhiêu. Từng thông số cụ thể bao nhiêu có hết. Đây quý vị và các bạn xem. Đó. Tất cả. Với những người mà thích cái kiểu xe đời cổ một chút như của em là body on frame, bây giờ là UD body rồi. Thì cá nhân sau khi em trải nghiệm thì em thấy như thế nào? Thì cá nhân em thấy thì với cái địa hình đồ cát này nè, tương đối như thế này thì cái body on frame nó xử lý cái đồ bám nó linh hoạt hơn. Nó không bị phụ thuộc lẫn nhau nhiều trong cái chuyện mà body on frame còn cứng như em. Unibody còn mềm hết rồi. Rất là êm ái, nhẹ nhàng qua những cái mố cát hay là lên những cái dốc cát. Rồi. Nhẹ, xử lý đồ bám rất tốt. Đây. Nhưng mà có thể cái phần cái độ trẹo nó ở những cái địa hình nặng hơn thì có thể cái body on frame nó có lợi thế hơn. Nhưng mà lại đồ cát này thì unibody là tốt. Unibody với cả cơ bản là hệ thống treo khi né nó là adaptive. Nó thích ứng ha, cứng là cứng, mềm là mềm. Với cái xe Defender cũ như em á, em nghĩ những cái quyển sách mà theo xe như thế là phù hợp. Đó là ngày xưa. Cái xe này nó đơn giản, tự sửa chữa anh ở giữa sa mạc thôi, là anh có thể tự đặt đồ về hay làm gì đó. Cần thiết của anh có sửa lại được. Nhưng mà cái thế giới hiện đại thay đổi rồi thì em nghĩ cái Defender mới họ không cần những cái đó. Nó là một sản phẩm hoàn chỉnh rồi. Anh chỉ cần lên anh chạy là được. Em chỉ cần vào đúng không? Có cái iPad là check xong ấy là thôi, tự động vào hết. Cái em cũng check thôi, nhưng ý em nói là đã lên cái Defender mới này thì anh không cần phải lăn tăn là sửa cái gì hay là cái gì đó. Anh cứ chạy là khỏi, nó hỗ trợ cho anh hết rồi. Dạ. Còn cái này thì là cho người chơi xe. Vậy kế hoạch tương lai của em là gì? Nếu nó phù hợp, em là người thương mua nông sản, mua củ hành tỏi thì em nghĩ nó phù hợp trên cái đường cát của em. Dạ. Rồi. Nó phù hợp. Vâng. Còn cuối cùng là kế hoạch của bạn là gì? Xin mời hãy comment ngay bên dưới video giúp chúng tôi nhé. Em sẽ thấy rằng ở trên cái vật liệu của Defender mới có thể nói là mãi mãi với địa hình được không nhỉ? Em thấy vậy. Rất dễ vệ sinh. Nó không có ốp da ốp gì, toàn là nhựa. Nhưng mà tất cả những cái vật liệu này nó mềm này, không thấm nước này. Vệ sinh rất là dễ này. Hả? Và quan trọng này, những cái mảng, những cái mặt táp lô này là gần như là một mặt, nó không bị ghép nối khi chạy mình chạy rally. Nhiều điểm cho anh vịn tựa. Rồi, và cái vị trí để đồ như thế này. Đấy, bạn có thể để đồ, để điện thoại, để rất rất nhiều thứ. Rồi.
Bây giờ chúng ta hãy sang xem một chiếc xe. À, em thấy ở đây cũng có cổng sạc này. À, cổng sạc nhiều lắm. Trên chiếc xe này thì vị trí nào em cũng sẽ có cổng sạc hết. Thời bây giờ ai cũng có smartphone mà. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ sang xem nhanh chiếc xe của em nhé. Đây là một chương trình mà chúng ta đi tìm lại cái mã gen. Thế cho nên chúng ta chỉ xem nhanh những cái chi tiết. Còn hiện tại trải nghiệm chi tiết những cái tính năng của chiếc xe này thì mình sẽ có một chương trình riêng giới thiệu với quý vị và các bạn. Ở hàng ghế thứ hai thì em thấy sẽ rất nhiều các cái ổ cắm. Bốn cái. Rồi, ở trên này có cả cổng Type-C. À xin lỗi, đây là USB. 5 cái, 5, 6 cái. Với chiếc xe này thì rất nhiều và có thể chọn thêm được nữa. Đúng không? Đấy, ở với những chiếc xe mà kiểu như Explorer hay là Adventure, đúng không? Hay Country, những cái tiện ích này rất quan trọng. Và đây, trên thành cửa. Rồi. Yên tâm là 20 năm nữa vẫn còn chắc chắn đấy, bởi vì cái phần vải em chờ ra thì 20 năm nữa như thế nào nha. Anh hay đi săn những chiếc xe sau 10 năm đấy. Cái này là bố này chứ không phải là da này. Đúng rồi, nó là vải. Vải. Nó là vải, rất đặc biệt. Bởi vì những chiếc xe dành cho thám hiểm mà. Đó. Như da Napa các kiểu thì nó sẽ không hợp trên chiếc xe này. Em thấy có một cái giống đây này. Ừ. Sàn nó một lớp hết này. Chắc anh rửa được nước được luôn đúng không? Rửa được. Xịt rửa được. Cái Defender cũ của em nó có một cái đặc biệt nữa này. Người ta có câu là no electric no problem. Ừ. Sàn xe em nó có cái dây điện đâu hết. Không có dây điện đâu hết. Anh lột lên cái là tới sàn luôn. À, có lẽ là đầu tiên mà khi mà anh ngồi vào cả hai chiếc Defender ấy thì anh thấy là cái tầm nhìn ấy, cái tỷ lệ cái ô cửa kính ấy. Đúng rồi. Chủ rất bé mà anh ngồi rất cao, thoải mái không nhìn luôn. Tầm nhìn hôm qua anh có chạy ra chậm rót vé để xuống gặp em ấy là mình ngồi ngang với cả người rót vé luôn. Kia là cũng phải với đúng không? Đúng rồi. Ngang. Anh SUV mà phải thế chứ. Tầm nhìn 45 chỗ mà. Tầm nhìn 45 chỗ. Chứ không phải xe tải à? Nhưng mà chạy nhanh lại như gọi là supercar. Kiểu thế ha. All in one. Rồi các bạn nhìn thấy những cái khu vực kiểu trên hàng tablo vẫn là vậy đúng không? Rồi. Để được rất nhiều đồ. Mình đã đi mười mấy ngày bên Namibia, mình rất hiểu cái giá trị của những cái. Anh để thoải mái. Anh xem này. Không có cái gì là da hay là bọc vải gì nó hoàn toàn là chống thấm hết. Nhựa hoàn toàn thôi. Đấy. Tại cả là đúng vậy không? Đó. Đấy cái khu vực kể cả cái gian này cũng vậy đấy. Em thấy cái chi tiết gì mới? Cái này khoảng đây này, cái tay nắm này giống rất giống. Đó. Rất giống đúng không? À. Nhưng mà thực ra anh thấy cái Defender của em ấy là cái trụ A nó siêu bé. Siêu bé. Chẳng có xe nào mà bé thế đâu. Ồ. Em thấy có một cái điểm ở Defender mới cải tiện nữa này. Cái vô lăng này to và người ngồi sát bên góc này. Cái cô chỗ anh được đội bộ kính. Dạ. Nhưng mà cái xe mới thì em thấy nó không bị đụng gì nữa. À đấy. Và quan trọng là đi cái này thì chân tay em lúc nào cũng được tập thể dục. Xe em có cái tính năng rất là vui. Tính năng là hỗ trợ tập trung. Tại anh biết sao không? Dạ. Có cái gì đây anh mà phân tâm đâu mà tập trung tập trung. Có cái gì nút bấm đâu mà chỉ là nhìn lái thôi. Anh chỉ đâu lái có gì đâu đúng không? Có gì mà thấy phải tò mò. Đấy. Nó vui là như thế. Và đây là chiếc xe mà em thường xuyên chinh phục. Em thì sử dụng hàng ngày. Công việc của em là cũng đi cái đồi cát này, em thu mua của hành của tỏi mà. Dạ. Trên cát thôi. Defender mới này cũng đã biểu diễn cho em là những cái tính năng như vậy đấy. Qua các bài thử đấy. Em thấy là khả năng tốt. Khả năng tốt đúng không? Bất ngờ không? Bất ngờ. Ừ. Mọi người thường nghĩ là với cái cấu hình unibody thì sẽ không ổn hay thế nào nhưng mà em nghĩ sáng nay phải có một cái cách nhìn lại về unibody trên Defender. Phải có cách nhìn lại đúng không? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa cảm ơn nhân